Xin chào mọi người ha. Tối hôm nay mình giới thiệu đến mọi người tiếp tục là cái mẫu Dell Latitude 7390. Cái mẫu này gọi là cái mẫu laptop quốc dân đây. Thứ nhất đó là bền, rẻ, đẹp và chất lượng. Cái mẫu của nó cái thiết kế lại đẹp nữa mọi người. Mình đặt cho nó là cái mã A6 ấy, tại vì nó màu đen đen như vậy mình sợ mọi người nhầm lẫn á, cho nên là đưa cái mã vậy cho mọi người dễ chọn lựa. Đầu tiên là cái vỏ, là vỏ lớp nhung và carbon nó được nhung phủ lên đó mọi người, nó hằn cái dấu sticker. Cái dấu sticker nghĩa là cái dấu mà lúc trước người ta dán những cái tem gì đó, sau này người ta lột ra thì nó hằn như vậy. Trên cái lớp nhung đó thì nó chống trơn trượt thì nó có bị hằn như vậy ha. Và đây có một cái vết xước nè, xước lông mèo thôi, không có cộm tay nha, xước lông mèo nhẹ. Cái phần ở đây thì nó hơi mòn đó, mọi người, mòn cái lớp nhung đó, và nó ra cái màu đen ít ít đây mọi người ha. Thật sự ra nhìn trực diện, nhìn đơn giản thì không có thấy rõ, nhưng mình quay rõ luôn là nó hơi mòn cái lớp nhung này nè, nó vẫn ra cái màu đen của nhôm á, bình thường không ảnh hưởng gì hết đó. Các viền là nó có mòn như vậy, cái nẹp nhôm thì cũng còn khá là đẹp. Góc cạnh bên này là nó không có bị mòn ra nhôm trắng luôn ha, nó mòn nhưng mà nó vẫn còn màu đen, cho nên nhìn nó vẫn dễ chịu lắm. Ở bên trong đây mọi người, phím rất là đẹp luôn, mà 7390 thì nhìn đẹp mọi người, tại vì nhìn cái viền nó nhỏ, nhìn cái máy nó rất là đẹp. 13.3 inch Full HD IPS ha, 7390 thì là IPS. LED phím đây, có những cái model nó không có LED phím nha mọi người, cái nào LED phím mình sẽ báo cho mọi người là có LED phím. Phím rất là đẹp và có tặng cho mọi người dán phím quốc tế ha. Dán vào là cũng đẹp, đẹp chất lượng. Đây là cái dòng mà Gen 8. Màn hình là đẹp, không có lỗi làm gì hết. Cấu hình 7390 i5-8350U nè mọi người, i5 thế hệ 8 nè, thế hệ 8 là 8 CPU. Và RAM là 16 GB, SSD là 256. Nó cũng giống như cái bản mà bữa giờ mà mình view cho mọi người xem. SSD này sau này mình muốn nâng cấp sao mình nâng cấp mọi người, thoải mái. Màn hình là đẹp và mình không thấy có cái lỗi làm gì hết ha. Đẹp. Chung là ở bên trong này thì mình thấy rất là ổn luôn. Có ở bên ngoài nó trầy xước nhẹ thì hơi uổng xíu. Độ phân giải màn hình là 1920 x 1080. Để có thể bật ngửa 180 độ như thế này. Đó. Máy là zin đét từ Nhật, có bao zin nên mọi người yên tâm về chất lượng. Máy của nhà mình là xấu thì mình bán xấu, đẹp thì bán đẹp, trầy thì mình sẽ bán trầy. Nhưng mà hả, tất cả đều bao zin hết nên mọi người yên tâm. Máy kèm sạc zin, pin này nó trên 3 giờ nha mọi người. Pin nó rất là ok luôn, chỉ là cái ngoại hình thôi. Và cái ngoại hình như thế này là mình báo giá mọi người là 5 triệu rưỡi. Ai chốt có thể inbox mình. Mua hàng thì cọc cho mình 1 triệu, còn lại thì mình ship code. Mọi người nhận hàng rồi kiểm tra hàng mới thanh toán số còn lại cho bưu điện. Mã A6 ha. Nói chung là cái vỏ ở ngoài nó không có được đẹp thôi, chứ còn ở bên trong là mình thấy chất lượng rất là ok. Cảm ơn mọi người nhiều. Ai chốt thì nhắn tin qua Zalo số điện thoại của mình nha.